Các vị thần tiên, mong các vị hãy nhận của cầu bảo mật. Bây giờ tôi khấu đầu nhé. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ. Vô danh tử. Vô danh tử đâu? Người đâu? Hồi nãy còn ở đây mà. Sao lạ vậy? Cầu bảo ca, có khi nào vô danh tử? Vô danh tử không hại chúng ta đâu. Mau, tranh thủ thời gian chép lại đi. Chép xong rồi mình về nhà. Thật sự biến mất một cách thần kỳ như vậy sao? Cha, có khi nào vô danh tử chính là thần được ông trời phái xuống đây không? Thần tiên cái gì chứ? Tên vô danh tử này rõ ràng là cố ý lừa bịp. Cha nói con nghe, thật ra cái này chính là thuật hoán đổi vị trí mà giang hồ đã thất truyền từ lâu. Lúc cha còn trẻ cũng biết thuật này đấy, chẳng qua là bây giờ tuổi tác đã lớn rồi nên mới quên thôi. Lâu rồi con chưa thấy có người có thể nói dối tới mức hay như vậy đấy. Tiểu tử thối, tại sao con lại dám ăn nói như vậy với sư tổ hả? Cậu bảo đâu? Sao nó không ra ăn cơm? Người ấy đi tắm rồi. Đi tắm. Tên tiểu tử thối này suốt ngày ở trong cung cùng với Hạ Nhi tỷ tỷ của con, bây giờ lại thêm một đứa tử tô nữa. Hiếm lắm nó mới được xuất cung một chuyến. Không phải con thích nó sao? Giở chút thủ đoạn đi. Giở thủ đoạn gì vậy? Tình yêu cần phải có cảm xúc mãnh liệt mới được. Sư phụ vẫn đang tắm ở bên trong. Đinh Hương cô, nếu có cơ hội thì hãy cố gắng nắm bắt đi. Hai người đang nói gì vậy? Xem con kìa. Đại Hoàng, con nói chuyện theo cách của trẻ con có được không? Được thôi. Này con, tới lúc đó con phải... Cha, thấy ghê quá đi. Đi đi, đi đi. Ngoan nào. Cậu bảo ca. Cậu bảo ca. Cậu bảo ca, muội vào nhé. Thoải mái không? Huynh. Nữ lưu manh. Sư phụ cố lên. Cố lên. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Sư phụ quả nhiên cắn câu rồi. Cha, sao vậy? Tất cả cũng tại cha hết. Sao vậy? Đưa con. Sao vậy? Đưa con. Chẳng lẽ cậu bảo vô vị tới vậy sao? Con gái của sư bá sao vậy? Con trong sạch bao nhiêu năm nay, con bị lộ hết rồi. Ăn cơm. Hai người còn ăn cơm gì nữa? Nếu có thời gian thì làm ơn sư bá quản con gái. Bá quản con gái của sư bá giúp đi. Có đúng không? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Theo ta đi đi. Đi đâu vậy? Đi đi. Đi đi. Đi. Ăn cơm. Ăn cơm thôi. Thái tử, thời gian không còn sớm, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai
Chính là ngày mồng 9 tháng 3 rồi. Ngày lạnh tháng tốt như vậy, ta nỡ đi ngủ sao? Rốt cuộc ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Còn rủa Lý, hắn tới Mỹ Nhân Cung để làm cái gì chứ? Bảo ngươi theo dõi thì theo dõi đi, ngươi hỏi nhiều quá vậy. Tôi cũng không muốn biết đâu. Ngày mai ngươi hãy thể hiện cho tốt. Nếu ngươi thể hiện tốt, ta sẽ trọng thưởng. Dạ. Vậy tôi đi về nhé. Thái tử, hồi nãy thám tử báo Lý Đầu Khoạt đã đi ngủ rồi. Ngủ rồi. Tây Môn Ân ăn cháo đá bát, quả thật đáng tội chết. Nhưng chẳng không sợ vương huynh của thiếp nắm được chứng cứ sao? Nàng lấy thông tin từ đâu? Thiếp đoán thôi. Chàng mượn danh nghĩa của thiếp để giam lỏng năm đại tướng tâm phúc nhất của Tây Môn Ân. Nhưng chàng yên tâm, chúng ta là phu thê, chàng làm cái gì thiếp cũng nhất định ủng hộ. Ta sẽ không cho vương huynh nàng cơ hội nào đâu. Lý Đầu Khoạt đi ngủ vào giờ này rồi á? Ta thấy có chút kỳ lạ đấy. Gần đây có phải có một người tên là Đỗ Trọng không? Hắn quen Lý Đầu Khoạt sao? Đúng là có một người như vậy. Nhưng hắn chỉ là một tên cấm vệ quân bình thường, võ công rất tốt, nhưng lại có chút ngốc nghếch. Còn ngốc hơn ngươi sao? Cái này cũng phải đề phòng. Dạ. Ngày mai cho người đi điều tra xem hắn có gì đáng nghi không. Dạ. Những người được sắp xếp bên cạnh Tây Môn Ân đã ổn rồi chứ? Ổn rồi. Vậy thì hãy để tên Lý Đầu Khoạt đó có thêm một giấc ngủ bình an cuối cùng đi. Đi đi. Dạ. Ăn đi. Sao các ngươi lại không ăn vậy? Này, phao câu vịt là ngon nhất đấy. Mẹ ta từng nói ăn phao câu vịt thì bổ cho não. Đối trọng, Trường Dương công chúa nói là mời bọn ta uống rượu mà. Thế sao tới giờ vẫn... Đợi đi, đợi chút đi. Đợi. Đối trọng, ngươi định làm gì? Đưa đây. Đưa gì? Mau đưa cho ta đi. Đưa cái gì? Đưa ta. Dừng lại. Đây. Ngoan, binh phù. Các ngươi nữa. Binh phù. Mẹ ta từng nói, cái này gọi là hiểu rõ thời thế mới là kẻ cái gì giỏi, tài giỏi. Các huynh đệ đi theo ta, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Chỉ cần có Tây Môn Ân ta thì các ngươi sẽ không chết đói đâu. Đà tạ Tây Môn tướng. Công chúa, tiễn tới đây được rồi. Thiếp ngồi đây đợi chàng. Được. Đầu Hoạt bái kiến thái tử. Em rể, mau đứng lên. Sao hôm nay đệ có thời gian vào cung vậy? Đệ đem thuốc bổ đến cho phụ. Đệ có thời gian vào cung vậy? Đệ đem thuốc bổ đến cho phụ vương. Thuốc bổ gì vậy? Nhân sâm 100 tuổi, trùng thảo của Tây Vực, nhung hươu đồng bằng, đều là đồ quý hiếm. Em rể có lòng quá rồi. Từ khi phụ vương trở về từ hành cung Hắc Sơn Hà, sức khỏe luôn không tốt, nên phải uống những thuốc bổ này thì mới khỏe được. Lòng hiếu thảo của em rể thật khiến cơ lương cảm thấy xấu hổ. Để đi sắc thuốc cho phụ vương. Cáo tử. Đỗ Trọng,
Chẳng phải ngươi đã bị cách chức rồi sao? Tập hợp 200 tên đao phủ cho ta, làm ơn nhanh chút, đa tạ. Thái tử, tôi đã sắp xếp hết việc cho 100 tên đao phủ rồi. Mỗi lối ra của mỹ nhân cung đều có người hết, bảo đảm một con ruồi cũng không vào được đâu. Vất vả rồi. À, ngài nhiều người như vậy để làm gì? Bắt phản tặc. Phản tặc? Ở đâu có phản tặc? Ý ngài chính là con rùa Lý đúng không? Người này tham sống sợ chết, gan nhát như chuột. Ngài có cho hắn không dám tạo phản đâu. Tới lúc đó người sẽ biết thôi. Người ra ngoài đi, đừng có rút dây động rừng đấy. Nhìn các ngươi kìa, mở cửa đi. Hạ Nhi. Hạ Nhi. Hạ Nhi. Đâu rồi? Tử Tô nương nương, người muốn tránh mặt ta tới khi nào? Người thật biết nói đùa. Người xinh đẹp như vậy nhớ gần chết luôn, làm sao dám tránh mặt người? Ta nghe nói dạo gần đây ngươi cũng khá lắm, vì ngươi đã trở thành người được quân thượng sủng ái. Thái giám là chức vị vô cùng cao quý, có thể sau này tại hạ không làm được nữa rồi. Hay là Tử Tô nương nương tìm người hầu khác? Ta đi tìm ngươi không phải vì chuyện này. Quân thượng. Ngươi còn dám sao? Tại hạ dậm chân tại chỗ à? Mình nói rõ ràng trước đi. Quân tử động khẩu không động thủ. Được thôi. Đã nói không động thủ rồi mà. Có động thủ đâu. Chỉ là ta động chân chút thôi. Tử Tô, cô đang làm cái gì vậy? Cô quên rồi sao? Tôi chính là ân nhân của Cửu Long Căn đấy. Qua đây, thả tôi ra. Đây là dây dùng cả lợn cũng không thoát được, thì ngươi đừng có mơ nữa. Cô định làm thế nào? Ngươi nghĩ ta nên móc bỏ đi đôi mắt của ngươi, hay là cắt đi bộ phận quan trọng nào đó trên cơ thể ngươi? Còn gì hãy từ từ thương lượng đi. Không chừng chúng ta sẽ nghĩ ra được cách hay thì sao? Cách hay? Cách hay như thế nào? Người nghĩ chuyện đó kết thúc vậy là xong à? Nam nhân nào đã nhìn thấy cơ thể ta thì một là cưới ta, hai là phải trả giá. Bây giờ làm sao đây? Phải nghĩ cách thôi. Câu này hay. Trong một thời gian nhất định, điểm huyệt đạo này có thể khiến máu đông lại trong chốc lát, khiến cơ thể mất đi cảm giác. Cái này không chỉ trị bệnh mà còn có thể thoát nạn. Phải học lại thôi. Không biết có dùng được không nữa. Kệ đi, còn nước còn tát. Phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Được, tôi cưới cô. Cưới ta? Cưới ta thật sao? Ngươi nói cưới là cưới sao? Tao có để mắt tới ngươi đâu. Mà này, con người của tôi của độ tuấn tú vẫn còn rất hạn chế. Nhưng có điều, tôi có tấm lòng nhân hậu. Hơn nữa tôi lại có tinh thần chính nghĩa. Tôi giữ mình trong sạch. Mấy chỗ như là kỹ viện hay là nhà thổ lầu xanh, trước giờ tôi đều không đi. Cô hãy nghĩ tới tôi đi. Người hoàn hảo tới vậy sao? Tại sao ta lại không nhìn ra vậy? Người chỉ nhìn bề ngoài thì sao mà nhìn ra chứ? Cái này phải dùng con tim cảm nhận. Con người tôi có ưu điểm này thôi. Đó chính là thương nương tử. Nếu cô lấy tôi thì cô cứ việc ngồi hưởng phúc. Không được. Dù sao ta cũng phải kiểm tra ngươi. Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể đem ra đùa được chứ? Phải kiểm tra sao? Vậy thì cô xem tôi như chưa nói gì đi. Ngươi
Tại sao ngươi có thể nói mà không giữ lời hả? Tôi cảm thấy trả giá phải là việc nên làm ngay bây giờ. Nhưng chỉ có điều là đổi cách. Tôi cảm thấy trả giá phải là việc nên làm ngay bây giờ. Nhưng chỉ có điều là đổi cách thôi. Đổi cách gì vậy? Cô tới đây tôi nói cô nghe. Chính là cách hay này này. Vô danh tử, ông chết đi được. Thái tử, phía Đỗ Trọng đã xảy ra chuyện rồi. Nói đi, lúc nãy hắn cầm lấy binh phù cho tập hợp 200 tên đao phủ. Là ai đã cho hắn binh? Cái này tôi không rõ. Nhưng Đỗ Trọng nói, lần điều binh này là do Lý Độc Hoạt và công chúa ra lệnh với mục đích bảo vệ quân thượng. Bây giờ vẫn đang tập hợp. Thái tử, ngài thân là thống lĩnh cấm vệ quân. Câu nói của ngài thì có thể rút quân ngay. Lý Độc Hoạt giỏi nhất là dương đông kích tây. Hắn điều binh một cách rầm rộ như vậy với mục đích là cho ta xem thôi. Đợi thêm đi, để xem hắn lại giở chiêu trò gì. Ta đã xác xong thuốc bổ rồi. Chia hai phần rồi đưa cho quân thượng. Một phần uống ngay, còn một phần thì uống trước khi đi ngủ. Dạ. Lý Thái Y lệnh, ngài định đi đâu vậy? Trương Công Công ốm rồi, nên ta phải tới Mỹ Nhân Cung. Lý Thái Y lệnh đúng là người tốt. Chào ngài. Nếu Thái tử không hạ lệnh cấm theo quy tắc thì ta có thể dẫn người đi. Đổi ca. Hay. Quân thượng, ngài thấy Huyền Bình nhảy múa sao rồi? Đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm. Quân thượng, đây là thuốc mà Lý Thái Y lệnh sắc cho ngài. Đây là âm thanh gì vậy? Hàng ngày cấm vệ quân đều đổi ca vào giờ này. Tại sao lại lớn tiếng như vậy? Tiểu nhân đi xem ngay. Quân thượng, thuốc cũng nguội rồi. Người mau uống đi. Thằng thuốc này đắng quá. Nhưng hôm nay Uyển Bình mỹ nhân nhảy múa đẹp lắm. Ta muốn nàng vì quả nhân nhảy thêm lần nữa. Dạ, quân thượng. Thái tử, vừa nãy ngự thiện phòng tới báo Lý Độc đã tới Mỹ Nhân Cung. Ta đợi hắn cũng lâu rồi. Nhưng tên Đỗ Trọng đã đem quân bao vây hết xung quanh tầm cung của quân thượng rồi. Đối với sự an toàn của quân thượng mà nói, mạng sống của tên Tây Môn Ân đó hình như không được coi trọng. Chúng ta cần phải đề phòng mới được. Đây là kế điệu hổ ly sơn của tên Lý Độc Hoạt, không cần lo cho họ. Nhưng lần trước chúng ta đã trúng kế của hắn,
Lý Đỗ Hoạt cứ dùng hết kế này tới kế khác. Tôi chỉ lo là... Lo cái gì hả? Lần trước Lý Đỗ Hoạt binh biến thất bại, lần này lại điều binh rầm rộ tới như vậy, chỉ để lấy mạng của Môn Ân. Tôi nghĩ mục đích thật sự của hắn có khi nào... Tập hợp 1.000 tinh nhuệ, chuẩn bị hành động. Đợi sau khi ta bắt được Lý Đỗ Hoạt, rồi mới xử lý Đỗ Trọng. Rõ. Con rùa Lý, cầu bảo, ngươi tới đây làm gì? Phải hỏi huynh mới đúng chứ, huynh tới đây làm gì? Ta khám bệnh cho Lưu Công Công, tôi tới tìm Hạ Nhi. Hạ Nhi không ở trong cung, sao huynh lại biết? Tại sao ta lại không biết? Mệt với huynh quá. Ở đâu mát thì đến chỗ đó thôi. Huynh nhớ cẩn thận nhé, vì đầu của huynh sẽ rơi bất cứ lúc nào đấy. Nghỉ ngơi chút đi. Người nói cái gì? Lý Đỗ Hoạt đánh ngất xỉu xong rồi biến mất luôn à? Đúng vậy. Vậy Tây Môn Ân đâu? Vẫn bình thường. Sao lại... Thời gian không còn sớm, chúng ta phải thay ca thôi. Thái tử, hay là chúng ta hãy đối phó Đỗ Trọng trước. Bên phía quân thưởng có quân mai phục của chúng ta, chỉ cần Lý Đỗ Hoạt dám ra tay thì hắn sẽ không thoát được đâu. Người đâu? Đỗ Trọng đi đâu rồi? Đỗ Trọng nào? Chính là kẻ mới qua đây đổi ca để tập trung 200 tên đao phủ ấy. Họ đi theo đường này tới Mỹ Nhân Cung rồi. Họ nói ở đó có thích khách. Đến Mỹ Nhân Cung. Hãy giết chết những người đang mung. Đừng dùng đao đánh ngất là được. Rõ. Xảy ra chuyện gì? Sao nhiều người quá vậy? Lý Đỗ Hoạt, kẻ nào phản bội ta đều phải chết. Các ngươi là người của Lý Đỗ Hoạt. Tây Môn Ân, lần này ngươi có thể thanh thản ra đi rồi. Lý Thái Y lệnh, người của Thái tử bỏ chạy hết rồi. Bây giờ ngài có thể ra ngoài, đưa hắn qua cho ta. Nói, vừa nãy ngươi nhìn thấy cái gì? Lý Thái Y lệnh, vừa nãy tiểu nhân không nhìn thấy gì hết. Cũng thông minh lắm, thả hắn ra đi. Có cho hắn cũng không dám nói. Lý Thái Y lệnh, ngài sắp đi đâu vậy? Ta mới sắc thuốc cho phụ vương, nên ta đi xem thử. Đi. Mọi người vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng. Người mà ta sắp xếp đâu? Đều chạy đi hết rồi. Vậy Tây Môn Ân đâu? Bị Lý Đỗ Hoạt giết chết rồi. Người thấy hắn giết người cũng không bắt hắn sao? Vừa nãy tôi định rút dao thì bị bắt lại rồi. Trong 5 người mà Tây Môn Ân trực tiếp quản lý, đã có 4 người là người của hắn. Chẳng trách sao hắn lại điều binh. Thì ra hắn đã đoán trước chúng ta có quân mai phục. Tên này đoán chuyện như thần, đúng là kẻ nguy hiểm mà. Nếu ta biết có ngày hôm nay, thì hôm ở Hắc Sơn Hà, đáng lẽ ta phải giết chết hắn ngay. Một lát nữa, ngươi đi với bọn ta tới gặp quân thượng và khai hết những gì mà ngươi đã từng chứng kiến. Dạ, Thái tử. Trước lúc Lý Đỗ Hoạt rời khỏi đây, hắn nói tới tẩm cung của quân thượng. Được. Mặc dù không thể bắt hắn tại trận, nhưng ai ai cũng biết hai người này đã trở mặt với nhau. Tây Môn Ân bị giết, Lý Đỗ Hoạt là kẻ tình nghi lớn nhất, lại thêm Đỗ Trọng điều binh đột xuất. Lý Đỗ Hoạt đánh ngất Cầu Bảo. Ta có nhân chứng ở đây, như vậy có thể bắt được hắn ngay. Nghe rõ cho ta.
Các ngươi theo ta tới tẩm cung của quân thượng, thấy Lý Đầu Phạt, giết không tha. Tuân lệnh. Phụ vương, mạch đập của người đã ổn, người uống thêm một liều thuốc nữa thì sẽ khỏi bệnh thôi. Lùi xuống đi, là kẻ nào to gan? Quân thượng, bên ngoài xuất hiện rất nhiều cấm vệ quân, có khoảng 5.000 người. Láo xược, là ai dẫn binh tới? Là thái tử. Phụ vương. Lương Nhi, con hốt hoảng chạy tới chỗ ta có chuyện gì sao? Thái y lệnh Lý Độc Hoạt là người giết hại Tây Môn Ân tướng quân. Toàn lời sẳng bậy, con có chứng cứ gì? Quân thượng, tiểu nhân đã tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra ở hành lang tại Mỹ Nhân Cung. Độc Hoạt, có chuyện này không? Phụ vương, tuyệt đối không có chuyện này. Thái tử, huynh năm lần bảy lượt làm khó đệ, đệ cũng đã nhịn rồi. Huynh hãy nhớ kỹ, đây là lần thứ hai huynh xông vào tẩm cung. Lần thứ nhất, Vu Oan đệ giết phụ vương. Lần thứ hai, Vu Oan đệ giết người. Huynh vẫn chưa biết tội sao? Ngươi cũng đã đưa thi thể của Tây Môn tướng quân ra bên ngoài cung rồi. Đương nhiên ngươi nói ngươi vô tội. Phụ vương, bây giờ Tây Môn Ân đã chết không đối chứng. Từ nay về sau, người sẽ không còn thấy hắn nữa. Lý Đầu Hoạt, ngươi có biết ám sát hiệu úy cấm vệ quân là tội chết không hả? Thái tử, huynh tái phạm sai lầm cũng đâu thua kém gì đệ. Được, nếu ta Vu Oan ngươi, ta tự mình vào ngục tối. Trong vòng 3 ngày không tìm được Tây Môn Ân, lúc đó ngươi hãy tự sát đi. Hãy nhớ những gì huynh nói. Phụ vương, con vừa mới gặp Tây Môn tướng quân. Nếu con đoán không sai thì có lẽ tướng quân đang ở phòng binh khí. Đi tìm Tây Môn Ân vào đây. Khỏi phải tìm. Tôi còn tưởng ngài giết chết tôi thật chứ. Tên Cơ Lương này, cách sử dụng kế ly gián đúng là độc ác mà. Thật đáng ghét. Tối qua ta đã suy nghĩ cả đêm, chỉ bằng tương kế tự kế. Tôi đã nghĩ được cách hay để đối phó với Cơ Lương rồi. Chúng ta có... Tây Môn tướng quân, hãy cho ta mượn tay của ngài. Chúng ta đúng là anh hùng có cùng một tư tưởng. Không phải ngươi đã tới đây rồi? Phụ vương, mong người có thể đòi lại công bằng cho con. Quỳ xuống. Quân thượng, người này hãm hại thái tử, Vu Oan Lý Thái y lệnh, giết hắn đi. Khoan đã. Nếu không có người chống lưng cho hắn thì tên này sao dám nói vậy? Cơ Lương, huynh có còn nhớ huynh đã nói gì không? Thái tử. Lương Nhi, quả nhân thể dung túng cho con nữa. Con tự đi tới ngục tối, sau đó lĩnh 300 roi đi. Quân thượng. Quân thượng, người xưa luật không dành cho vua. Luật không dành cho vua, vậy lập pháp để làm gì? Do Lương Nhi tự mình chuốc lấy, cho nên... Quân thượng, thái tử Vu Oan Lý Thái y lệnh, đây là chuyện riêng của họ. Thái tử hoàn toàn có thể công khai xin lỗi Lý Thái y lệnh. Còn chuyện thái tử dẫn binh xông vào tẩm cung của quân thượng, Có thể làm sao? Có thể nói thái tử đột nhiên bị cảm, tới tẩm cung quân thượng xin thuốc, chỉ vì thái tử gấp quá nên mới vô ý xông vào đây thôi. Vậy sao được? Khó thuyết phục lắm. Thuyết phục hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là nam nhân tranh giành qua lại cũng vì hai chữ tiện mà thôi. Con trai con rể đều là con, cho họ nấc thang để họ đi xuống đi. Độc Hoạt, khi nãy Lương Nhi tới tẩm cung của quả nhân là để xin thuốc uống, chứ không phải muốn bắt con. Con người của nó mỗi khi làm việc là như vậy, lúc nào cũng manh động, phải phạt. Nói đi. Ta tới để xin thuốc uống. Đúng. Ta tới để xin thuốc uống.
Lương Nhi, về chuyện con vu oan cho Độc Hoạt, con phải đích thân tạ tội. Còn Độc Hoạt có tha thứ cho con hay không thì phải xem độ rộng lượng của nó. Đa tạ phụ vương. Thái tử không cần qua tạ tội đâu, chỉ cần huynh ấy nhận lỗi thì con sẽ tha thứ mà. Lương Nhi, ngày mai con phải mặc một bộ đồ tang vì con giết nhầm phụ mẫu của Độc Hoạt, có biết không? Thái tử, Lương Nhi, Lý Độc Hoạt, thuốc này là do ngươi sắc, ngươi sát hại thái tử. Phụ vương, người cũng có uống thuốc mà, sao có thể có độc được? Đúng vậy, quân thượng, vừa nãy người cũng có uống thuốc này mà, người cũng có sao đâu. Quân thượng, chuyện này nhất định có vấn đề, vì thần nhất định phải điều tra ra ngọn ngành sự việc. Ta Lý Độc Hoạt cây ngay không sợ chết đứng, đồng ý tiếp nhận điều tra. Đau chết đi được. Con rủ Lý, huynh ra tay nặng thật đấy. Con rủ Lý phạm phải chuyện gì sao? Có lẽ là vậy. Tử Tô nương nương, cô đói chưa? Để tôi chuẩn bị đồ ăn nhé. Nói đi, bằng cách nào mà ngươi có thể làm ta ngất vậy? Ta làm như vậy để cho cô ngất đấy. Ô, đau. Ngươi cảm thấy chiêu này còn có tác? Bỏ tôi ra, đau lắm đấy. Bỏ ra là ngươi chạy mất. Trời ạ, như vậy để cho cô ngất đấy. Ô, đau. Ngươi cảm thấy chiêu này còn có tác? Bỏ tôi ra, đau lắm đấy. Bỏ ra là ngươi chạy mất. Trời ạ, tôi vẫn chưa ăn phải cá mà cả người đã bốc mùi tanh là sao? Nếu tôi mà chết rồi, Diêm Vương hỏi tôi tại sao chết, tôi nói tôi nhìn trộm mỹ nhân tắm nên bị đánh chết. Nói vậy xấu hổ lắm. Tự ngươi chuốc lấy thôi, ai cho ngươi nhìn trộm ta tắm hả? Hiểu lầm mà. Bây giờ ngươi đã hủy đi thanh danh của bản cung rồi mà ngươi còn dám nói là hiểu lầm. Bỏ tay ra, đau lắm đấy. Cô không thấy mệt sao? Ngươi muốn làm gì nữa? Tôi nghĩ cô đứng vậy chắc mỏi lắm. Nói đi, ngươi còn có gì để trăng trối không? Có. Quy tắc giang hồ, đánh người không đánh mặt, đánh mặt mất thể diện. Ta đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng cũng không ghét ngươi. Nếu giết chết ngươi thì ta cũng không nỡ. Chính vì vậy, ngươi phải cưới ta. Quy luật khách quan kiểu gì vậy? Có người nào dám ra tay nặng như vậy với vị hôn phu của mình không? Tôi đã nói rồi, đánh người không đánh mặt, đánh mặt mất thể diện, mà cô cứ toàn đánh vào mặt. Vậy tức là ngươi không muốn cưới ta đúng không? Ta sẽ giết ngươi. Cực đoan tới vậy sao? Không phải tôi không muốn cưới cô đâu, mà tại tôi có nỗi niềm khó nói. Ngươi có nỗi niềm khó nói gì vậy? Không phải cái này. Trước khi tôi cưới cô thì tôi phải động phòng trước mới được. Tôi sợ cô không đồng ý. Đây chính là quy tắc của sư môn, và chính là bài học cuối cùng mà sư phụ dạy cho tôi đấy. Đúng không? Sư phụ, lời dạy của người Đồ Nhi vẫn còn nhớ rất rõ. Con sẽ là người. Vậy động phòng trước thì động phòng trước đi. Như vậy cũng được sao? Dù sao sớm muộn gì muội cũng sẽ lấy huynh mà. Cũng như nhau thôi. Vậy đi, muội ngồi đây trước. Chúng ta chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi. Ở đây luôn à? Tại ta hấp tấp mà. Lát nữa nhớ hạ cái màn xuống, nếu không để người ta thấy thì kỳ cục lắm. Được, muội nhắm mắt trước đi. Rồi đếm tới 10, mong muội bất ngờ. Bất ngờ gì vậy? Muội đừng có gấp, mau nhắm mắt lại đi. Đếm tới 10 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Cậu bảo... Tên cậu bảo thối này, sao ta lại tin những lời huynh ấy nói nữa chứ? Sao hả? Sao Hưng luống cuống quá vậy? Tới tẩm cung muội trốn đã. Đi đi, đi, đi. Bên này. Đúng, bên này. Cái gan của tên Lý Độc Hoạt này cũng lớn quá rồi đấy. Nếu cơ lương khóc thì phải làm sao? Cơ ất cũng sẽ cho hắn uống thôi. Hắn không thể nào nhẫn tâm nhìn con trai cưng của mình đi vào trong ngục tối chịu 300 roi đâu. Cơ lương chết rồi à? Hắn vẫn còn thoi thóp, nhưng bệnh này không trị được nên chắc cũng sắp chết rồi. Tên Lý Đầu Khoạt này lòng dạ quá độc ác. Nếu sư phụ mà biết được hắn dùng trần tịch để giết người, chắc chắn sẽ tức chết cho xem. Nếu cơ lương không chết thì sao muội báo thù? Đời người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm. Chuyện vui thì mình nhớ kỹ, chuyện không vui thì nên nghĩ cách quên đi. Con người như chúng ta mau già lắm. Đợi muội già rồi thì sẽ không còn đẹp. Muội không đẹp thì ta không còn thích muội nữa đâu. Muội không cần huynh thích. Nói với muội, ta hỏi muội nhé, muội bao lâu rồi chưa gặp Điền Thất? Để ta sắp xếp cho muội ra ngoài. Mỹ nhân, muội đừng nói ta ở đây nhé. Tham kiến Tử Tô nương nương. Hồi nãy tôi nghe được tiếng của cậu bảo. Thì người có đây không? Cậu bảo không có ở đây. Chắc cô nghe nhầm rồi. Vậy sao? Tôi tìm huynh ấy có chuyện. Nếu huynh ấy thì báo với huynh ấy tới tẩm cung của tôi ngay. Tử Tô nương nương, huynh ấy có chuyện. Nếu huynh ấy thì báo với huynh ấy tới tẩm cung của tôi ngay. Tử Tô nương nương cẩn thận. Đừng đừng đừng, đừng đánh, đừng đánh, ta ra ngay. Cậu bảo, huynh qua đây một lát. Bên bình mỹ nhân, cậu bảo từng là người hầu của tôi. Tôi nghĩ cô không cần thiết phải giành người với tôi chứ. Bây giờ cậu bảo không còn là thái giám nữa. Tử Tô nương nương, cô cũng đừng có ép người quá đáng chứ. Nếu tôi vẫn nhất quyết bắt huynh ấy đi thì sao? Cô không bắt được đâu. Hai mỹ nhân vì ta mà đánh nhau kìa. Ta thật hạnh phúc. Chạy thôi. Đừng đánh nữa. Cậu bảo đã đi rồi. Tôi biết rõ, cô chính là con gái của tộc trưởng bộ lạc Cửu Long. Vì muốn báo thù nên vào vương cung. Tại sao cô lại biết? Cậu bảo nói cho tôi biết. Tí, chúng ta nên hợp tác. Phu quân. Phu quân. Chàng hãy nhìn thiếp đi. Tại sao chàng có thể nhẫn tâm bỏ thiếp ở lại một mình vậy chứ? Phu quân, các người hãy nói sự thật cho ta biết. Rốt cuộc bây giờ Lương Nhi ra sao rồi? Chất độc phát tán toàn cơ thể, mạch đập của thái tử rất yếu, e rằng thể trụ được bao nhiêu ngày nữa. Ta không cần biết. Lương Nhi là con trai duy nhất của quả nhân. Nếu các ngươi không chữa khỏi, quả nhân sẽ chém đầu từng người một. Quân thượng bớt giận, quân thượng bớt giận. Nhất định là hắn, nhất định là hắn. Ta sẽ xé Lý Đầu Hoạt thành trăm mảnh. Đứng lại. Lý Đầu Hoạt có phải là người hại Lương Nhi hay không? Sau khi quả nhân điều tra rõ ràng, ta sẽ cho con lời giải thích. Phụ vương.